Viện Kiểm sát Nhân dân thị trấn Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Duy 1985, trú ở xã Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị Nguyện 1989, kết hôn vào năm 2008 rồi cùng chung sống tại xã Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai. Trong các năm 2013 và 2015, chị Nguyện lần lượt sinh được một bé xíu trai và một bé xíu gái. Trong quá trình hai hiền thê chồng sinh sống sau này, Duy nghi vấn hiền thê có tình cảm với người đàn ông khác nên gia đình xoàn xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm là đến ngày 11 tháng 4 năm 2018, hiền thê chồng Duy nối tiếp xảy ra mâu thuẫn vì Duy biết được hiền thê vẫn liên lạc với một người đàn ông khác nên đã đập máy tính bảng và đánh chị Nguyện. Sau đó, chị Nguyện đã đưa hai con về sống tại nhà mẹ đẻ ở xã Trên, xã Bích Hòa. Khi biết chị Nguyện có ý muốn ly hôn, Duy bực tức và nảy sinh ý muốn sẽ cho hai cháu bé xíu nóng thuốc trừ sâu. Trưa 18 tháng 5 năm 2018, anh ta đi mua một hộp thuốc trừ sâu rồi mang về nhà cất vào khu bếp. Sáng hôm sau, Duy đi xe máy đến nhà trẻ ở xã Thượng, xã Bích Hòa đón hai cháu bé xíu đưa về nhà, cho hai cháu lên phòng ngủ ở tầng 2 chơi. Sau đó, Duy lấy hộp thuốc trừ sâu ra pha vào nước và nước ngọt cho hai cháu bé xíu uống, khiến hai cháu bị tử vong. Đối tượng sau đó cũng uống thuốc trừ sâu nhưng bị nôn ra nên không chết. Chưa dừng lại, Duy lên tầng 3 tự rơi xuống đất nhưng lại trúng dây điện nên chỉ bất tỉnh. Quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Duy đã khai nhận toàn thể hành vi phạm tội như trên.